Thật ra cá nhân Ly không quan tâm là người khác nghĩ gì về mình. Những cái giá trị của con người Ly nó không nằm ở những món đồ mà Ly sở hữu hay là những bất động sản mà Ly có. Mình không phải là người thích khoe. Mọi người nghĩ Ly giàu thì điều đấy là đúng mà. Thì Ly... đấy. Vâng. Chả lẽ Ly lên báo Ly nói là Ly nghèo đâu? Ly đâu nghèo đâu. Ly nghĩ là mọi người đều biết là họ đang làm gì, họ cần làm gì để họ nổi tiếng hơn hay là duy trì cái phong cách sống của họ. Cá nhân Ly rất là cảm thấy buồn cười khi mà mọi người cứ bị cuốn theo những cái giá trị mà nó không có bền. Khi mình đã làm từ thiện, đối với cá nhân Ly thì không suy nghĩ, mình không để ý đến những cái ồn ào ở đằng sau, ai nghĩ gì về mình đấy là chuyện của họ. Mình không bao giờ có thể làm vừa lòng tất cả mọi người hết được. Xin chào, Ly xin gửi lời chào đến hai người phụ nữ rất xinh đẹp và xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của chương trình Chuyện Cuối Tuần. Chúng tôi biết rằng là quý vị nếu những ai có theo dõi mạng xã hội cũng như lắng nghe và theo dõi con đường ca hát của anh cũng sẽ biết rằng anh là một người có cá tính. Bản thân Nathan Ly có phải là người hay khoe hay không? Thật ra thì trước đến giờ Ly rất là ngại từ khoe. Những gì mà Ly mọi người có thể đọc ở trên mạng xã hội hay là trên những phương tiện truyền thông, Ly nghĩ đó là những chia sẻ. Khoe khoang thì cá nhân Ly thì nó không hẳn là xấu. Đối với Ly chuyện đấy là chuyện rất là bình thường. Có cái gì để khoe cũng là cái điều đáng tự hào. Ly nghĩ mình là một người rất là khác biệt với những đồng nghiệp khác ở trong giới, bởi vì thì mình rất đẹp trai lại rất giàu. Đấy là Quỳnh nói nha, anh không nói nha. Nhưng mà câu này mọi người nói cũng nhiều lắm. Nhưng mà trở lại với câu chuyện của chúng ta thì làm nghệ thuật bởi vì Ly biết được cái khả năng của mình là như thế nào. Và Ly muốn theo đuổi cái gì mà thật sự mang lại cho mình cảm xúc và sự hạnh phúc. Tức là không phải mình hạnh phúc là cái điều mà Ly mong muốn có được, chứ sự nổi tiếng chưa bao giờ là điều mà Ly tìm kiếm. Chưa bao giờ. Tại vì nói thật ra là có tiền thì thích hơn là nổi tiếng nhiều. Hoặc cả hai thì càng tốt. Thật ra nổi tiếng bây giờ nó rất là dễ và mọi người ta quên cũng rất là nhanh. Tại vì Ly trở về Việt Nam vào năm 2008 và cho đến bây giờ thì Ly thấy là có rất nhiều những đồng nghiệp của mình họ nổi tiếng. Còn hoạt họ ở một quãng thời gian nào đó họ cũng đã từng rất là hot và họ cũng đã từng nổi tiếng, có thể là tai tiếng, nhưng mà đến giờ phút này thì họ không còn hoạt động nghệ thuật nữa. Và cái sự đào thải ở trong môi trường này là rất khắc nghiệt, đúng không? Nên Ly vẫn ở đây. bao nhiêu năm qua thì vẫn ở đây, có thể là không hoạt động năng nổ như lúc trước, không xuất hiện nhiều, nhưng mà thế hôm nay đến đây để khoe là mình vẫn ở đây. đấy là một biểu hiện của sự tinh tế vì khoe đấy. Nhưng mà vấn đề là thực ra khi nói đến chữ khoe, bản chất cái nghĩa của cái từ đó là nghe nó hơi theo hướng hơi tiêu cực. Đúng rồi. Còn thường người ta dùng những từ hoa mỹ thì sẽ là chia sẻ, đúng không? Chia sẻ này hoặc là muốn truyền một cái thông điệp gì đấy. Có những người ta không có gì để khoe mà họ cố tình tạo ra những thứ họ mượn của người này hoặc là họ vơ vào. Đúng không? Tất cả những cái đó nó chỉ là ánh hào quang ảo và họ có thể tận dụng những cái đó để tiếp tục vay mượn ở những nguồn khác và tiếp tục duy trì cái cuộc sống ảo của mình. Nên là cái đó thì Ly cảm thấy hơi tội nghiệp. Một thời gian gần đây Ly cũng có viết về vấn đề đó trên mạng xã hội của mình, chỉ là cá nhân Ly không bao giờ nhắc đến tên ai hết. Và nhiều khi mình thấy những người tinh tế thì họ sẽ nhận ra vấn đề, nhưng có rất nhiều bạn trẻ bây giờ, có những người chẳng hạn gặp Ly và nói là ôi em yêu thích ca hát, em đam mê làm người mẫu hay diễn viên, nhưng mà khi hỏi là các bạn ấy có tài năng hay là các bạn có được đào tạo huấn luyện gì không, các bạn nói không, em thích nổi tiếng, em thích giàu có. Những cái gì mà các bạn thấy ở trên mạng xã hội hay là trên báo chí bây giờ thực ra nó chưa chắc nó đã là đúng đâu. Có những người ta nghĩ là mọi người thấy là ôi tổ chức những bữa tiệc sinh nhật hoành tráng rồi đi du lịch rồi, thật ra là họ nợ nần rất là nhiều và họ làm như vậy đơn giản chỉ là để đi tiếp tục vay mượn và duy trì cái sống ảo đấy của họ. Những cái khoe nãy giờ của anh là khoe hơi hào nhoáng vật chất, nhưng mà kể cả cái chuyện mà khoe một cái con chó, một cái bông hoa, một cái tô bún bò mới nấu sáng nay, khoe cái việc dắt con đi học khoe cũng là khoe đó.
Tất cả đều là khoe thôi. Chúng ta có thể khoe với thiên hạ tôi giàu, khoe với thiên hạ tôi đẹp, nhưng đôi khi lại muốn khoe với thiên hạ tôi đảm đang, khoe với thiên hạ tôi là người mẹ thương con à, thì cái đó cũng đều là khoe. Thực chất từ nhưng mà thật ra những cái đó nó cũng cũng không không ảnh hưởng gì lắm, nó không làm ảnh hưởng gì đến ai hết. Tâm lý con người đang khoe những cái gì giản dị bình thường thì chúng ta cho rằng cái đó là khoe tốt. Còn những cái khoe về nhưng mà chẳng hạn như bạn trai của Quỳnh mà tặng cho Quỳnh một chiếc nhẫn kim cương mấy chục carat, trời ơi khoe liền. Khoe chứ tội gì mà không khoe. Rất hay. Nhưng mà như Quỳnh đang nói là hãy xét về bản chất con người, thực chất là ai cũng có một cái nhu cầu gì đó. Đúng. Muốn được công nhận, thừa nhận, muốn được cho thấy tôi tinh hoa, tôi dễ thương. Cho nên tiến sĩ tâm lý hãy phân tích xem sao con người lại có xu hướng này. Dạ được nói chưa? Được nói rồi. Cảm ơn Quỳnh vì đã cho phép mình khoe. Đây là lúc người ta khoe kiến thức đây. Natalie đã bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay với một cái lượng thông tin ngồn ngộn thông tin. Khẳng định với Quỳnh rằng là cái từ khoe đó nó không có xấu. Từ khoe nó xấu hay không nó lại rơi vào bối cảnh giao tiếp, nhưng mà từ khoe về hành vi, về bản chất nó là một cơ chế bình thường, nó phản ánh một cái nhu cầu cũng hết sức bình thường của con người. Có nghĩa là gì? Đó là việc mà chúng ta được bày tỏ bản thân mình. Tất cả chúng ta khi mà tồn tại với tư cách một con người, chúng ta đều muốn mọi người đón nhận mình. Thế thì bây giờ bạn muốn người khác đón nhận bạn thì bạn phải có cái gì? Bạn phải có cái gì thì người ta mới đón nhận à, thành tựu. Đúng. Và cái kế tiếp là gì? Là bạn muốn cái nhóm người nào đón nhận bạn thì bạn sẽ phải bày ra đó những cái giá trị mang tính chỉ báo. Ê, tụi mình là nhóm, tụi mình là 500 anh em được nè. Như vậy thì nếu như mà tôi muốn tham gia hội nhà giàu, tôi buộc phải khoe kim cương. Nếu như tôi muốn mọi người nhìn nhận tôi là một cái hội kiểu vậy. Tức là phương tiện. Mọi người sẽ sử dụng cái chất liệu khoe như một phương tiện để tôi tiếp cận các cái nhóm người. Tôi khoe kim cương để chi? Để tôi được thừa nhận là người giàu. Và đằng sau đó là một động cơ là khi mọi người đã thừa nhận tôi giàu rồi đó, tôi đi mượn nợ dễ hơn là một cái đứa nghèo đi mượn nợ. Hoặc là tôi muốn mọi người đón nhận tôi là một cái người mà uyên bác, thì bắt đầu tôi phải viết trên Facebook, Instagram, tất cả cái trang mạng xã hội của mình những cái gì đó nó rất là uyên thâm, nó rất là phản biện, nó phải rất là đó là kiến thức. Rồi nếu như mà tôi muốn mọi người đón nhận tôi là một cái hình ảnh mà ở đó là tôi thuộc về gia đình, thì bắt đầu tôi khoe nấu nướng, bữa ăn, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Tôi muốn được tiếp cận với những cái nhóm gọi là yêu thú cưng, thì bây giờ là tôi phải post nhiều thông tin, hoặc tôi thể hiện rằng tôi cũng có một cái con thú cưng như vậy, một con bé như vậy. Có nghĩa là ở đây lúc này khoe nó được coi là một cái hành động để phục vụ cho một cái mục đích cụ thể, mà mục đích đó thì ở mỗi người nó sẽ rất là khác. Và hiện tại chúng ta đang nói về đề tài này, thực chất chúng ta đang nói về những chuyện và thái quá. Đây, thế thì cái gì thái quá? Có mà lại thành có vân vân. Mày phải quay lại với Natalie. Anh sẽ nghĩ như thế nào? Bởi vì tất nhiên loài người chúng ta có xu hướng không có thích nghĩ xấu về bản thân đâu. Nếu mà tự hỏi thì Ly sẽ luôn luôn trả lời là đâu có, Ly chia sẻ cho Ly khoe gì đâu. Nhưng mà tại sao đến giờ phút này trên mạng và trong thế giới này lại đồn rằng là Ly rất là giàu, rồi đồn rằng Ly rất là thế này thế nào, thì những cái đồn đó nó phải đến từ việc khoe chứ. Thật ra cá nhân Ly không quan tâm là người khác nghĩ gì về mình. Bởi vì những cái giá trị của con người Ly nó không nằm ở những món đồ mà Ly sở hữu, hay là những bất động sản mà Ly có, hay những chuyến đi chơi, chuyến du lịch là của Ly. Là nãy giờ đang khoe hết đó. Không thì nói thì phải nói thẳng và nói thật đúng không? Đến giờ phút này Ly luôn nói là mình không phải là người thích khoe. Ok. Tuy nhiên mình có những thứ mình có thể chia sẻ với truyền thông, với báo giới, với những người yêu thương hâm mộ mình. Nhưng mà để cho các bạn thấy là chẳng hạn những bài báo viết về Ly, thì những bài báo mà nói về những sản phẩm ấy, như tất cả những đồng nghiệp khác thôi, thì sẽ không nhận được sự quan tâm, chú ý và được bàn tán, tranh luận và share, chia sẻ nhiều như là một cái gì đó nói về nhà cửa hay tiền bạc. Và một điều nữa thôi, các bạn có thể thấy như hôn nhân ở Việt Nam. Có những người mà thật sự cả đời Ly không biết họ là ai luôn, mà tự thấy họ xuất tự nhiên một ngày đẹp trời thấy họ tự nhiên cưới chồng, cưới vợ hay là sinh con. Khán giả Việt Nam rất là thích. Họ thích nên là đôi khi cũng phải có một cái gì đó và cái xu hướng xã hội. Và Ly cảm thấy là những cái đó nó không có ảnh hưởng gì đến ai, nó nằm trong tầm kiểm soát của mình. Những người khoe những thứ mình không có, vay mượn để khoe, sống ảo để khoe, và nó tạo thành một cái hiện tượng xã hội bây giờ luôn. Kể cả các bạn thấy những cái bức hình ngày nay được chỉnh sửa một cái thái quá, hoặc là những cái đồ đạc, xe hơi, đồ hiệu đang phải cuộc chiến hàng ô hàng phát, đúng không? Rồi mượn chỗ người này, mượn người kia, nó thành một cái
vấn đề về đạo đức. Đúng rồi. Xã hội luôn. Cho nên là vấn đề ở đây là từ câu chuyện của Ly. Ly từ đầu đến giờ bạn rất quyết liệt với một chuyện là tôi không có khoe. Đó là chuyện rất bình thường và tôi cảm thấy nó là hơi thở. Nó là một cái gì đó mà tôi không có ý đồ gì cả. Mọi người nghĩ gì tôi cũng không quan tâm. Nhưng vấn đề là mọi người nghĩ cái gì, mọi người nghĩ thật sự là Ly giàu. Vì sao? Bởi vì cái mà Ly đang thể hiện nó thật. Không thì mọi người nghĩ Ly giàu thì điều đấy là đúng mà. Thì đấy. Vâng, chả lẽ Ly lên báo Ly nói là Ly nghèo đâu, Ly đâu nghèo đâu. Cái vấn đề nằm ở chỗ đó là một bạn đã không bày tỏ những cái thông tin đó ra với một cái tâm thế, một cái tâm ý là tôi muốn khoe. Hai là tôi có thiệt. Thì bây giờ nó sẽ ra câu chuyện đó là gì? Chân giá trị thì sẽ nằm ở chân giá trị. Vì tôi không vay mượn ai, vì đó là cuộc sống thật của tôi, nó là những gì mà nó rất là đúng. Cho nên cái tiếp nhận của cái người xem á, có thể ở một vài thời điểm mà họ nói trời sao ngợp với cái bạn này quá, ủa cái bạn này sao ngợp. Nhưng lâu dần khán giả và người tiếp nhận họ thông minh lắm. Ở thời đại này người ta rất dễ để kiểm chứng thông tin. Nó đi đôi đó. Ở một cái thời đại mà người ta dễ dàng tiếp nhận mọi thông tin thì cũng là cái thời đại mà người ta dễ dàng kiểm tra các thông tin. Thì cái gì nó đúng chân giá trị thì nó sẽ trường tồn. Như vậy thì việc mà mọi người đồng thuận rất là ủng hộ, ok, nói đến Nathan Lee là bạn đó là giàu. Nhưng cái điều đó nó sẽ không đúng với một số người mà rơi vào câu chuyện Quỳnh nói. Đó là họ vay mượn. Họ vay mượn, họ sống một cuộc sống mà những gì họ bày tỏ ra ở nhiều kênh thông tin nó không phải là của họ. Và thực ra có thể ban đầu người ta ồ à lên, ồ ghê quá. Này xảy ra rất nhiều với showbiz Việt. Tôi nghĩ là đặc thù do cái nghề nghiệp của mình nó yêu cầu cái sự hào nhoáng mà khiến mọi người phải lao theo như là thiêu thân trong cái việc mà mình phải khoe như vậy. Mình nghĩ cái này là do tính cách của mỗi người. Linh nghĩ là mọi người đều biết là họ đang làm gì và họ cần làm gì để họ nổi tiếng hơn hay là duy trì cái phong cách sống của họ. Cá nhân Ly rất là cảm thấy buồn cười khi mà mọi người cứ bị cuốn theo những cái giá trị mà nó không có phải là nó không có bền. Mọi người thê lên những cái gọi là những cái hào quang, những cái con số để họ nghĩ rằng là từ con số đó họ định vị được bản thân. Nhưng mà thực ra thì mình tin ở đời này nó có sự cân bằng. Sự cân bằng có nghĩa là gì? Đó là khi người ta dễ dàng đón nhận những cái điều nó thuộc về sự vĩ đại của gọi là của thông tin, của bề nổi á, thì nó đi kèm đó là độ đào thải rất nhanh. Và độ đào thải nó nhanh nó đến từ cái khả năng kiểm tra thông tin. Thì những cái điều đó nó không trụ được lâu. Nó ngược với cái thời đại trước đây, đó là bạn muốn được người ta nhớ đến bạn đúng là một cái thời gian rất là lâu. Nhưng đã nhớ rồi đó thì ở trong tim, trong óc. Còn bây giờ người ta tiếp nhận bạn cũng rất nhanh, nhưng đào thải cũng sẽ rất nhanh. Cá nhân Ly không bao giờ Ly nghĩ đến chuyện đấy. Chưa bao giờ Ly cảm thấy cái sự giàu có hay cái sự phô trương nó là giá trị của bản thân mình, hay là sẽ làm cho mình ngưỡng mộ hay là yêu mến một ai đó hơn. Bạn có thể khoe tài sản, bạn có thể khoe cuộc sống, tình cảm hay là con cái. Đấy là mỗi người có một cách khoe riêng. Cá nhân Ly Ly không rảnh để Ly quan tâm là họ đang sống như thế nào, họ giàu ra làm sao, không quan tâm. Nhưng có chuyện khoe đó, nãy giờ mình đang xoay quanh cái chuyện khoe về của cái vật chất, đúng không? Và nói gì thì nói, cái xã hội này tuy rằng chúng ta cũng thừa nhận là nhiều khi anh đang khoe chính cái anh có, chính cái tài sản anh có thiệt, nhưng mà xã hội vẫn là ác cảm nói chung đúng với chuyện khoe vật chất, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta tưởng rằng rồi ở một thái cực khác, những chuyện khoe về tinh thần chẳng hạn, thì chắc có lẽ sẽ được ủng hộ, đúng không? Thì đang nói là tưởng như vậy, tưởng là như thế. Nhưng nó có một cái thực trạng gần đây. Ví dụ như cái chuyện làm từ thiện chẳng hạn. Thoạt nghe qua là thấy ở đây chuyện này thái cực này quá tốt mà, đúng không? Giúp người. Nhưng mà cứ đi làm từ thiện mà đưa lên, đây mới là chỗ chúng ta bắt đầu đề cập đến cái gọi là nghệ thuật khoe. Đúng rồi. Vì rõ ràng tất nhiên là mình cũng không cực đoan đến mức mà ôi tôi sợ quá, tôi làm từ thiện mà giờ tôi post hình lên thế nào người ta cũng nói tôi là khoe, rồi người ta lại nói tôi bia, thôi tôi khỏi làm, tôi âm thầm. Nhưng mà nhiều người họ sẽ có cái phản biện là ủa việc gì, tôi đâu có làm gì sai. Tôi chỉ muốn khoe ra để cho những người cùng cộng sự của tôi họ biết tôi có làm. Hoặc là những cái người mà cùng những cái chương trình khác họ kết nối nhau, hoặc là lan tỏa là những người họ chưa làm họ động tâm họ muốn làm theo. Sao tôi chỉ vì cái lời của thiên hạ mà tôi không làm? Ly nghĩ rất đơn giản như này. Nếu mà nói về từ thiện thì chúng ta hãy quay về từ thiện. Ly là một người mà hoạt động từ thiện rất là nhiều. Xuyên suốt mùa Covid vừa qua thì Ly hoạt động rất nhiều. Và Ly không? Mới trở về mà tôi, mà có Ly vừa mới trở về từ Quảng Trị. Sau một chuyến từ thiện rất là ý nghĩa. Và khoe hay không, cái đấy là cách nhìn nhận của mỗi người thôi. Nhưng mà Ly với một người
với tư cách là nghệ sĩ và đóng góp rất nhiều cho những hoạt động thiện nguyện, thì cái việc chia sẻ thông tin để mọi người nắm bắt được và kêu gọi những người có tâm ủng hộ là chuyện rất bình thường. Đúng rồi. Và khi mình đã làm từ thiện, đối với cá nhân Ly thì không suy nghĩ. Mình thấy giúp được thì mình giúp, đơn giản là như vậy. Mình không để ý đến những cái ồn ào ở đằng sau, ai nghĩ gì về mình đấy là chuyện của họ. Mình cứ giúp trước đi đã. Có thể nhiều lúc mình sẽ bị lừa chứ, có thể. Nhưng mà mình nhìn thấy một người, người ta đang hoạn nạn và mình có khả năng giúp, mình cứ giúp trước đi. Sau đó đấy là chuyện của cuộc sống này. Ly nghĩ là nó có vay có trả lắm. Cái gì mình cứ sống đúng với con người của mình, cứ sống tốt, và sau đó thì chuyện gì đến sẽ đến. Mình không đòi hỏi cái sự mình làm một cái điều gì đó và mình sẽ cần mọi người phải yêu thương mình bởi vì mình đi làm từ thiện, hay là ủng hộ mình bởi vì mình đã làm những điều đó. Thực ra đó là chia sẻ của Nathalie ở góc độ là chia sẻ cái quan điểm cá nhân về tính cách của anh. Nhưng mà mình không thể phủ nhận một sự thật ở trong giới làm nghệ thuật. Nó có sự thật về việc là người ta tận dụng cái việc đó kết hợp với tên tuổi cá nhân là có. Thực ra ở đây có tình thương nha. Không phải là người ta chỉ làm đơn thuần vì cái chuyện cá nhân không, nhưng mà người ta nghĩ đã là nghệ sĩ, người ta cũng không bỏ qua cái dịp là tôi vừa tình thương nè, tôi vừa bỏ tiền ra nè, tôi vừa bỏ công ra nè, nhưng đồng thời tên tuổi của tôi nó được khuếch đại lên cũng tốt. Nhưng mà nếu mà các bạn ấy có thể thật sự giúp đỡ một ai đó thì tốt mà. Cá nhân Ly không cảm thấy có vấn đề gì ở đây hết. Đương nếu nhiên. Mà cứ đi những chuyến đi rất xa và đóng góp tiền bạc và đóng góp thời gian và tình cảm của bạn dành cho những người cần thì nên làm. Thế thì bây giờ mới đặt tới vấn đề, ok, bạn được quyền khoe, nhưng khoe thế nào cho có nghệ thuật. Khoe thế nào cho có nghệ thuật á, thì nó sẽ có những cái tiêu chí chứ không phải là không đâu. Và như đã nói á, là thực ra bạn khoe cái gì đi chăng nữa mà nếu như mà bạn không biết cách á, thì bạn đều nhận lại sự ác cảm chứ không chỉ là vật chất. Như vậy thì cái gì sẽ được coi như là những cái tiêu chí mà bạn cần cân chỉnh? Một đó vẫn phải là thông tin thật, hãy là những cái gì có thật, tức là chính xác. Nếu có đi làm từ thiện thì cũng là thật, nếu có nấu ăn thì cũng là thật, nếu có chăm con thì giùm ơn cũng là thật, chứ không có phải là dàn cảnh rồi chụp. Đó là chuyện đầu tiên. Đúng mà rồi. Tại sao phải thật? Thực ra thật không phải là để thuyết phục công chúng đâu, mà thật nó nằm ở đây nè, để chúng ta tự tin. Đối diện với để cái người đi khoe, cái người đi khoe người ta sống, người ta không có vướng mắc, người ta không cảm thấy tự hổ thẹn. Đúng. Và đặc biệt là gì nè, nếu bạn khoe một thông tin giả dối, sau đó bạn phải đi nghĩ ra đến 1000 thông tin giả dối để bao bọc lại cái thông tin đó. Rồi. Nó mệt. Đó là một. Thật. Hai, bạn phải làm sao cho cái sự khoe của bạn á, nó không trở nên công kích một ai đó. Đôi khi người ta cảm thấy là tôi chướng mắt với cái cô này hoặc cái anh này trong cái việc khoe là vì sao? Bởi vì trong cái giọng điệu mà ảnh nói về cái chuyện ảnh làm á, hoặc cổ làm á, giống như trên đời này có một mình ảnh làm được chuyện đó. Có nghĩa là cái sự đánh giá bản thân của họ đó, họ đã vượt lên trên tất cả mọi người, và gọi là có thể là trong câu chữ hoặc là trong thái độ, họ làm cho con người ta cảm thấy tổn thương khi mà ủa bạn làm cái điều đó thì bạn tốt, còn tôi không làm điều đó tức là tôi là một người bỏ đi ư? Thì cái sự gọi là cái sự tự trọng của mọi người á, người ta tiếp nhận điều này theo kiểu như là đúng là bạn giống không như vậy chửi đi. Tôi giống như bây giờ khoe vật chất mà Nathalie khoe, ví dụ anh đúng nhà anh là có caviar thiệt, nhà anh là nhiều caviar, trứng cá caviar, anh ăn như là anh ăn tráng miệng vậy đó. Nhưng mà ví dụ như cái người tinh tế tôi khoe thì để cho tôi gia tinh tế sau, bây giờ mình là người không tinh tế nhá, mình sẽ lấy cái caviar ra buổi sáng, nhà chán quá không có gì ăn, ba cái đồ quỷ này ăn hoài, ví dụ như vậy. Thì thực ra mình ăn cái đó vẫn còn hơi tinh tế nha. Hoặc là hoặc là chứ ăn cái này chán quá, ăn hoài ngán luôn, bây giờ ước gì chỉ thèm tôi hủ tiếu thôi. Nó vẫn còn hơi tinh tế nha. Bạn đi từ thiện, bạn về bạn post hình xong các bạn viết một cái cáp như sao, sao các bạn có sao các bạn không chỉ biết ở nhà chơi à, sao các bạn không biết cho đi. Kiểu mình như không, mình cảm thấy buồn, xã hội ngày nay quá vô cảm, mọi người có vẻ chỉ biết cho chính bản thân họ. Nghĩa là người ta cảm thấy ủa tôi cũng bị liên can trong câu chuyện của bạn và tôi không có giá trị, thì đó cũng là một cái điều. Tức là tiêu chí ở đây là gì, là bạn đừng công kích ai. Và thực ra cái thứ ba là nha, là tần suất. Tại vì nãy giờ mình nói khoe là mình đang phải sử dụng một cái kênh truyền thông cụ thể để mình đẩy thông tin lên, thế thì người ta phải thấy được rằng là cái cuộc sống của bạn là thực sự bạn không có cố tình đẩy cái thông tin này thành một cái thông tin mũi nhọn. Và cái thứ tư là gì, đó là bớt trendy. Là có những bạn lợi dụng sự kiện sớm không đăng, muộn không đăng, tại sao đăng vào cái thời điểm đó, và điều đó người ta bắt đầu buộc phải
suy xét về động cơ là thực ra bạn muốn cái gì. Bạn đang muốn sống đẹp thực sự hay là bạn muốn tát nước theo mưa, dậu đổ bìm leo. Ví dụ như hiện nay sau khi có trend du thuyền thì khắp nơi nơi du thuyền, tiệc sinh nhật du thuyền, cuối tuần du thuyền, uống rượu vang đó hoàng hôn du thuyền. Thì tất nhiên những nghệ sĩ các bạn, căn bản cuộc sống các bạn đã cho phép như vậy. Nhưng mà kiểu là các bạn trẻ, thậm chí sinh viên vẫn thấy đu trend du thuyền đó. Nói đến những cái điều mà mình chia sẻ trên mạng xã hội ấy, mình không bao giờ mình có thể làm vừa lòng tất cả mọi người hết được. Bởi vì ở đây mình nhìn đi cũng phải nhìn lại, rất nhiều người ta thích cái sự chia sẻ, người ta rất thích theo dõi những người mà khoe kim cương, khoe du thuyền hay khoe những cuộc sống sang chảnh. Bởi đó là cái ước mơ và cái họ thiếu. Họ khao khát được vươn tới những cái điều đó. Có thể là một bức hình mình post khoe ăn bắp rang hay là khoe ăn khoai lang trong hậu trường thì ít like hơn là mình khoe một chiếc nhẫn vài tỷ chẳng hạn. Không nha, nhiều like lắm. Khoai lang nhiều like lắm đó. Trên bây không giờ em thấy em khoe khoai lang trái lại. Ok, thực ra ngày hôm nay trò chuyện với Nathalie rất là vui. Vì chúng ta có thể biến cái vấn đề mà mọi người đang khá là căng thì thành trở nên rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái. Chính kiến của mỗi người đó là cái cách của bạn thôi. Vâng, cũng giống như cách mà chị Tonya chia sẻ rất là hay. Nên nếu có thể được, hãy dùng một chút nghệ thuật và chuyện khoe thì mọi thứ nó sẽ rất là tốt nha. Tất nhiên chúng tôi sẽ muốn trò chuyện với Nathalie nhiều hơn. Anh là cả một cái kho câu chuyện, kho cảm xúc. Nhưng mà tất nhiên là thời lượng chương trình cũng không đủ dài. Sẽ hẹn Nathalie vào một chủ đề sau. Và chúng tôi tin chắc rằng đó sẽ là một buổi nói chuyện rất là vui. Cảm ơn anh Nathalie rất là nhiều đến với chuyện cuối tuần. Xin cảm ơn và chúc cho quý vị luôn luôn có được hạnh phúc và nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Nathalie, Như Quỳnh và tôi nha, chúc quý vị một đêm thật vui nhé. Và sau đó sẽ ngủ ngon nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt.